Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đi Chơi TV. Hôm nay xin mời các bạn cùng với các anh chị đến từ công ty cổ phần sách dân tộc và du lịch Hà Nội Xanh, ta trở về với cao nguyên Shangri-La. Tại đây thì có rất nhiều điểm tham quan và hôm nay Phú Minh xin mời anh chị chúng ta đến với một trong những điểm tham quan linh thiêng bậc nhất, đó chính là tu viện Sung Chan Lín Sự, tạm dịch là Tùng Tán Lâm Tự. Nơi đây vừa là một ngôi chùa vừa là một tu viện lớn của thiền phái Mật Tông, được xây dựng từ thời Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Và có nhiều cách để anh chị đến với tu viện. Tuy vậy thì đoàn của Phổ Minh chọn cách di chuyển bằng xe buýt lên đỉnh núi, sau đó hạ sơn bằng các bậc cấp. Trên màn ảnh anh chị mình đang được chiêm ngưỡng ba tòa nhà lớn, nơi thờ ta tạm gọi là Phật Thánh Tổ. Và tại đây thì với cái kiến trúc đặc trưng, các ngôi nhà được xây bằng gạch, xi măng cũng như là đá và trình tường, đặc biệt là hình ảnh của các cột và khắc trang kinh biểu trưng cho thiền phái Mật Tông. Đây là thiền phái mà kết hợp giữa Ấn Độ giáo cũng như là Phật giáo Đại Thừa, tạo nên nét kiến trúc giao thoa giữa Trung Quốc, Ấn Độ. Thiền phái Mật Tông được truyền vào Trung Quốc ở thế kỷ thứ 7 và 10 thế kỷ sau năm 1679 thì tu viện này chính thức được xây dựng bởi đời Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Đạt Lai Lạt Ma theo tiếng Phạn có nghĩa là trí tuệ rộng lớn như biển cả, và đây cũng là người đứng đầu cho chính quyền của nhà nước Tạng giáo trước đây. Rất tiếc sau này thì triều đại Mãn Thanh cùng với chính quyền Trung Quốc đã đồng hóa cũng như là chiếm toàn bộ cái vương quốc và xóa sổ Tiên Vương quốc này năm 1951. Sau khi hành lễ tại các điện lớn, quý du khách đang di chuyển theo 146 bậc cấp từ trên đỉnh núi để xuống với các địa danh tiếp theo. Thật thú vị khi đoàn vừa rời đi thì trên bầu trời xuất hiện những chú kền kền và chú quạ đen, con vật linh thiêng của Mật Tông và của người Tạng giáo trong an táng và tín ngưỡng. Và đoàn không quên chụp ảnh check-in tại vị trí phía trước của thiền viện, cũng như là một khung cảnh rất là đẹp với hồ nước có tên là Hồ Sữa. Đây là một trong những địa điểm chụp ảnh đẹp nhất có thể lấy được toàn cảnh của tu viện Tùng Tán Lâm Tự. Trong thiền phái Mật Tông, người Tạng có quan niệm những con vật nào không thuộc mình nuôi thì không được phép thịt. Bởi vậy mà kèn kèn và quạ là những con vật hỗ trợ tâm linh và an táng, người ta gọi là thiên táng hay điểu táng. Một tu viện tọa lạc trên cao độ hơn 3.000m so với mực nước biển của thiền phái Mật Tông và với rất nhiều phong tục lạ của người Tạng, chắc chắn vẫn còn là những điều huyền bí và hấp dẫn du khách. Và trước khi nói lời tạm biệt Tùng Tán Lâm Tự, các thượng đế kính yêu không quên chụp ảnh lưu niệm cũng như ghi lại những dấu ấn ở phía trước để lấy toàn cảnh tu viện này. Phổ Minh xin nói lời tạm biệt quý bạn và đến với những địa điểm tiếp theo. Và để đón chờ những video tiếp theo đặc sắc về Shangri-La và Lệ Giang, xin mời các bạn click nút chuông cũng như nút đăng ký kênh Đi Chơi TV để là người đầu tiên theo dõi những video này. Một lần nữa, Du lịch Hà Nội Xanh, hướng dẫn viên Phổ Minh và kênh Đi Chơi TV chân thành cảm ơn quý bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với công ty. Xin chào và hẹn gặp lại.